Thưa quý vị, Đà Nẵng sẽ thực hiện chỉ thị 16 tăng cường từ 18 giờ hôm nay, ngày 31 tháng 7 và cũng bắt đầu từ 18 giờ tối nay, người dân không được đi ra đường. Đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ngay sau khi nghe thông tin này, đã xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, dù sức mua tăng cao, song hàng hóa vẫn không thiếu. Tại chợ mới, từ sáng sớm, chợ đã đông người, mặt hàng hút khách nhất là thịt gia súc, gia cầm và rau xanh. Mặc dù sức mua tăng, nhưng giá cả mặt hàng thịt gia cầm, gia súc tại chợ này vẫn không tăng. Riêng mặt hàng rau xanh tăng bình quân 2.000 đồng một bó. À, ngày nay người ta mua nhiều quá nè, cứ lây gió, tự lây gió, trời đường máu, tự lây gió. Về đám bán y chứ không lây được. Về chợ mình bán lẻ bán y đó, lợi ít thôi. Mấy bữa lợi hơn ngon, bữa nay lợi ngon mấy. Theo ban quản lý các chợ quận Hải Châu, sức mua sáng nay tại các chợ do đơn vị quản lý đã tăng gấp đôi như ngày trước, nhưng hàng hóa vẫn dồi dào, không có hiện tượng găm hàng tăng giá. Sáng nay ở khu vực chợ này là rất là đông, bà con nhân dân đi chợ rất là đông, tập trung rất là đông ở chợ. Thứ hai nữa là về cái lượng hàng hóa ở chợ chúng là vẫn đảm bảo được, nên là bà con cũng yên tâm là chợ vẫn hoạt động với các ngành hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thì chợ vẫn hoạt động bình thường và sẽ phân chia cái tần suất đi chợ, cho nên bà con nhân dân chúng ta cũng yên tâm và cũng không phải lo lắng cái nguồn hàng ở chợ. Theo đó, thịt heo mông giá ổn định ở mức 130.000 đồng một ký, bà chỉ 150.000 đồng một ký, thịt heo vai có giá 120.000 đồng một ký, thịt bò giá 250.000 đồng một ký bằng giá ngày thường. Giá thịt gia cầm cũng ổn định, dễ mua. Hàng của em là không có tăng giá, vẫn như giá như bình thường như mọi hôm ạ. Dạ. À dạ không, cũng không khan hiếm đâu ạ. Dạ. Nguồn hàng nó có dồi dào lắm. Cũng không có khan hiếm nên là giá cả nó không có lên xuống gì hết ạ. Như gà công nghiệp á là 55.000 một ký. Gà ta loại 1 á là 120.000 một ký. Còn gà ta loại 2 là 80.000 một ký, là vẫn bình thường như mọi hôm. Các siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng cũng cho biết, từ tối qua, lượng người đến các siêu thị mua lương thực thực phẩm cũng tăng rất mạnh. Các siêu thị phải liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ. Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, nguồn hàng cung ứng cho Đà Nẵng vẫn luôn đảm bảo, ổn định và không khan hiếm. Có thể trong tối qua, nhiều siêu thị hết một số mặt hàng do người dân mua nhiều, nhưng đến sáng nay, các quầy hàng này sẽ được lấp đầy và người dân yên tâm mua sắm. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, trong thời gian giãn cách trên mức chỉ thị 16, thành phố vẫn cho các chợ, siêu thị hoạt động bình thường. Người dân vẫn được phép đi chợ 3 ngày một lần theo thẻ QR code. Siêu thị cũng có đội ngũ shipper riêng để vận chuyển hàng hóa khi người dân có nhu cầu.